Lộ diện lý do lớn nhất giúp phim của Dương Dương và Tiêu Triển luôn dễ dàng thoát khỏi nỗi lo flop. Dương Dương và Tiêu Triển là số ít những diễn viên nam không phải lo lắng vì luôn có nhiệt. Dương Dương và Tiêu Triển hiện đang là hai gương mặt được săn đón bậc nhất tại làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy những động thái của hai nam diễn viên cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Cách đây không lâu, một nhân vật hoạt động trong ngành giải trí đã bất ngờ tiết lộ rằng trong các dự án của Tiêu Triển và Dương Dương luôn được đảm bảo ngay cả khi kịch bản không quá hay. Họ có thể tạo ra tiếng vang, khả năng đầu tư vẫn được cam kết và sẽ không thiếu sự chú ý từ phía công chúng. Năm 2021 dường như chính là năm đại thành công của Tiêu Triển khi anh liên tục đạt được những thành tựu mới. Trong đó bộ phim Đấu La Đại Lục phát sóng vào đầu năm 2021 đã thành công tạo tiếng vang lớn. Dù phim vấp phải nhiều tranh luận nhưng không thể phủ nhận chính nhờ sự góp mặt của Tiêu Triển khiến sự lan tỏa của tác phẩm rộng rãi hơn. Phim thu về hàng tỷ lượt xem và trở thành một trong những tác phẩm cổ trang Hoa ngữ đạt tỷ suất lượt xem cao nhất nửa đầu 2021. Sau Đấu La Đại Lục, Tiêu Triển còn góp mặt trong hai bộ phim Ngọc Quốc Gia và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn. Trong đó phim Ngọc Quốc Gia là một tác phẩm cổ trang, đây vốn là thế mạnh của Tiêu Triển. Điều này hứa hẹn sẽ giúp Ngọc Quốc Gia được dự đoán tiếp tục là một tác phẩm gây tiếng vang trong sự nghiệp của nam tài tử. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất phát triển nhanh chóng, giá trị thương mại của Tiêu Triển cũng ngày tăng cao. Anh liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, giá trị thương mại và được nhiều nhãn hàng săn đón. Trong khi đó Dương Dương dường như may mắn hơn cả khi được đón nhận ngay từ những vai diễn đầu tiên. Bên cạnh đó nhờ sở hữu vẻ ngoài nam thần cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh dễ dàng đón lục người xem, đặc biệt là các fan hâm mộ nữ. Tuy còn khá trẻ thế nhưng số lượng vai diễn cũng như bộ phim Dương Dương đã đóng lại không hề khiêm tốn, đặc biệt là giải thưởng mà anh nhận được sau 10 năm gắn bó với nghiệp diễn là một số lượng khủng đủ làm chặn mắt nhiều người. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.